开马。Cây bông giấy này cô chú, bông giấy ngũ sắc. Như ở khu vực này thì con có thể nhìn ra được đây là một cái lá cờ của Việt Nam. Chính giữa là ngôi sao vàng. Xung quanh này là những cái chậu hoa đỏ để mà trang trí thành cái lá cờ. Tết nay thì Thọ thích đi chụp hình. Làm xong mà còn đẹp nữa. Hi, xin chào quý cô chú anh chị gần xa và chào các bạn đang xem video trên kênh Phú Quốc Quê Tôi. Mình chúc quý cô chú anh chị mình có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Hiện tại là con đang có mặt ở dưới công viên Bạch Đằng đây cô chú. Công viên Bạch Đằng bắt đầu sửa sang và trang trí hoa cây cảnh để mà đón xuân Nhâm Dần 2022 nha cô chú. Đây, mấy chú hổ đã được đem ra và bắt đầu trưng bày làm. Con xuống con quay dưới này xong rồi con dẫn cô chú anh chị mình đi lên tham quan cái làng hoa ở cây thông trong nha. Làng hoa trên đó cũng rất là đẹp. Nói là không khí mùa xuân mà đã về trên khắp đất đảo Phú Quốc đó cô chú ơi. Vẫn còn chưa xong nha, đang mới làm hồi sáng giờ thôi, sáng con chạy ngang đây là đã thấy làm rồi. Trang trí này rất là đẹp. Nhâm Dần 2022. Và bữa nó làm xong chắc còn đẹp hơn nữa. Đây là những con hổ của thành phố Phú Quốc nha cô chú. Nhìn dễ thương vô cùng. 5 con. Gia đình hổ. Đây là 3 chú hổ con. Dạ bữa nó làm xong rồi mới đẹp cô chú ơi. Bữa nay thì chưa có làm xong. Hoa và cây cảnh đem ra ngoài này rất là nhiều. Đủ loại hoa luôn. Ra ngoài này quay chút xíu rồi con chạy lên trên làng hoa ở cây thông trong để mà quay cho cô chú mình xem. Làng hoa đó thì được mới mở gần đây trong năm nay nha cô chú, mới mở cuối năm nay thôi và vẫn đang làm để mà hoàn thành. Bữa giờ con chúng chưa có ra ngoài công viên Bạch Đằng này quay cho cô chú mình xem nữa. Đây, cái bậc tam cấp ở đây đã được sơn lại rất là đẹp rồi, lâu rồi sơn lâu lắm rồi cô chú ơi, nhưng mà bây giờ con mới ra quay. Bữa trước con quay dưới sông. Rồi. Bây giờ thì con chạy lên trên cây thông trong nha, để mà quay trên cây thông trong cho cô chú mình xem. Trên đó làng hoa trên đó, con đã ghé trên đó rồi. Xem trước làng hoa trên đó đã rất là đẹp rồi nha cô chú. Bây giờ thì đi thôi. Cô chú ơi, con đã vô tới được khu du lịch làng hoa Phú Quốc.
con mang đậu xe qua bên kia cho con nghe. Rồi rồi. Đây cô chú ơi, thì con hiện tại là đang có mặt ở khu du lịch làng hoa Phú Quốc nha cô chú. Đây là khu du lịch thuộc ấp Cây Thông Trong, thành phố Phú Quốc nha cô chú. Khu du lịch này thì được mới mở gần đây thôi. Để mà cô chú anh chị mình có thể đi vào đây thì theo cái con đường Cây Thông Trong và theo cái con đường nhà máy đèn, nhà máy điện cũ của Phú Quốc đó cô chú. Đi bên đây thì có bảng chỉ dẫn để vào trong khu du lịch này. Chính là khu vực cổng. Ủa anh, bữa trước em thấy thu vé, bữa nay không thu vé hả anh trai? Không thu vé tại vì chưa hoàn thiện lắm. Dạ. Ở ngoài trước này là mình cho thuê đồ để mà chụp ảnh hay sao? Đúng rồi, cho thuê. Có cả đồ nam, đồ nữ đầy đủ để cho cô chú anh chị mình có thể thuê để vào chụp hình. Vẫn chưa hoàn thành nha cô chú. Dạ. Sao vậy? Được mà. Được mà. Đầy đủ loại hoa luôn cô chú ơi. Đây là khu du lịch mới mở. Ở đây thì theo như con thấy thì chỉ mới có hoàn thành được khoảng tầm 30% thôi nha cô chú. Nhạc phát vậy không biết rồi có bị dính bản quyền không nữa. Thấy khu du lịch mở nhạc lớn không biết sao có dính bản quyền âm nhạc không đâu, không biết nữa. Những cây bông giấy nè cô chú, bông giấy ngũ sắc. Lên đây thì yêu thích hoa thì thỏa thích mà chụp hình luôn cô chú ơi. Dài xuống tuốt phía dưới kia luôn cô chú. Vẫn tiếp tục làm. Dạ. Cái này nhìn ở trên cao chắc là ra một cái hình gì đó ha ta. Tại vì mình đi bộ dưới này mình không thấy được cái hình gì á. Như ở khu vực này thì con có thể nhìn ra được đây là một cái lá cờ của Việt Nam. Chính giữa là ngôi sao vàng. Xung quanh này là những cái chậu hoa đỏ để mà trang trí thành cái lá cờ. Ở dưới đó còn một cái khuôn viên hoa giấy và một cái khuôn viên hoa hướng dương. Cô chú, đây cô chú mình có thể thấy được rất là đẹp nha.
Bây giờ con đi buổi chiều cô chú, lúc trước thì con có thể xin chạy xe để mà chạy vòng vòng đây quay cho cô chú mình xem, nhưng mà bây giờ ngoài đó gác cổng rồi đó là không cho chạy xe. Con đi bộ quay cho cô chú mình xem. Ở giữa này là một cái hồ nước. Chưa có hoàn thành hoàn toàn nha cô chú. Cái này mở ở vào cái thời điểm rất là cận Tết luôn. Tiến độ thi công như thế này là rất là nhanh rồi. Những cái chậu này chắc nghỉ mai mốt chắc trồng xuống luôn quá ta. Chắc là trồng xuống luôn. Tết nay thì thỏ thích đi chụp hình. Bên đây cũng có làm một cái hồ sen nè cô chú. Sen chuẩn bị trồng nữa đó, có cái hồ. Mốt là trồng sen xuống. Đây là những cây hoa hướng dương mới được trồng xuống đây. Con thấy nó rụng lá, héo lá cũng có nữa kìa. Mới trồng nắng quá, chưa thích nghi kịp. Có mấy cây thích nghi kịp nó tốt lại. Wow. Khuôn viên rất là rộng nha cô chú, phía trên phía dưới làm xong mà còn đẹp nữa. Còn nhiều quá chưa trồng này hết mà. Còn rất là nhiều hạng mục chưa hoàn thành nữa mà, những cái hồ đó để trồng sen xuống bây giờ chưa trồng kịp nữa kìa. Nghĩ là chắc Tết là chỉ trưng hoa trước dễ gì làm kịp. Bên đó là những bạn trẻ bên đó chụp hình, bên đó kìa cô chú. Phía bên đó là có một cái đường đi, không đi đường có mái che. Đi tắt qua đây lên nó dễ kìa, nhưng nó đi qua mất cái hồ rồi. Để con đi lội qua đây nha cô chú, xong con đi vòng lên phía bên đó có hoa bên đó nữa. Cô chú có thể thấy được là rất là nhiều người đến đây để mà tham quan và chụp ảnh. Tuy là chưa hoàn thành nhưng mà thu hút rất là nhiều khách đến đây tham quan. Khu vực bên đây chủ yếu là bông giấy và hoa vàng thọ nha cô chú. Đây, hoa giấy đây. Rất là nhiều hoa. Phía trên có một cái nhà rất là lớn phía trên đó. Trên đó thì con thấy có buôn bán đồ ăn hay gì cho cô chú. Trên đó chắc là để là buôn bán đồ ăn ở trên đó cho khách tham quan đến tham quan xong rồi ăn uống trên đó luôn. Giờ này con đi hơi sớm, con đi mà tầm trễ hơn chút xíu nữa thì sẽ có rất là nhiều người đến đây để tham quan. Con đi giờ này mới có 4 giờ chưa được 4 giờ rưỡi nha cô chú. Đến đây thì mát chút xíu nữa thì bà con đến tham quan mới đông. Đa số là bông giấy. Nó có đường đi bên đó không? Không có hả? Đi luôn.
Trên này chắc bán ăn quá cha. Bán ăn. Thấy có để cái hồ rộng hải sản tươi sống để cho bà con mình bán nè. Ở đây nó có một cái ưu thế là cô chú mình có thể thấy được hai bên là hai dãy núi. Ở đây một cái thung lũng nữa cô chú, và khi chiều xuống thì ánh nắng rọi xuống như cái thung lũng này rất là đẹp. Ở phía trên là trồng cây lâu năm, còn ở dưới là trồng hoa. Phía trên là trồng cây lâu năm nha cô chú. Du lịch Phú Quốc 2022 thì thỏ đến đây thì thỏ thích chụp hình luôn. Nắng chiếu xuống đây đẹp ha. Ngoài này thì ngược nắng xíu nha cô chú. Chưa hoàn thành nhưng mà rất là nhiều khách đến đây tham quan. Ngoài đó là khu vực cổng chính đó cô chú. Đó, khu vực này chắc nó là phủ hoa kính hết. Hoàn thành tầm 30%. Đi trước cổng vào hai cây bông giấy ngũ sắc cực đẹp luôn. Chú mình có thể thấy cái bông sen giấy ngũ sắc rất là lớn. Ở trên này là khu vực nhà hàng làng hoa. Có chảy cỏ nhân tạo nè cô chú. Phía trên cũng có những cái khu vực chảy cỏ nhân tạo, có những khu vực trồng cây. Bây giờ chủ yếu là đem cây cảnh về mà để trong chậu trưng trước chứ chưa có trồng xuống đất ha. Cái này chắc phải làm ngày làm đêm luôn á mới kịp đến Tết. Nó hoàn thành được khoảng 50% nữa.
những cái móng đó để xây bỏ những cái cái gì đó, xây những cái gì để mà ngồi uống trà. Đúng rồi. Quên mất rồi, có phải ghế công viên trên cái tôm. Những đà áo dài thước tha. Bông giấy mà khi có nắng. Cái góc của cái chữ làng hoa rất là đẹp. Rồi. Còn đứng ở ngoài khu vực ngoài cổng nha cô chú. Rồi, đến đây thì cũng xin được cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem và theo dõi video. Chiều đến là thời gian để cho khách đến tham quan và chụp hình nha cô chú.